Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lúc ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Con phát tâm Bồ Đề từ Đức Phật đó, Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể nhập chánh định. Giảng giải: Bồ Tát Quán Thế Âm bạch cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lùi lại một khoảng thời gian rất dài, rất nhiều kiếp không thể tính đếm được như số cát trong sông Hằng. Lúc ấy, có Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Đây là Quán Thế Âm của thời quá khứ, đó là Quán Thế Âm Như Lai, cũng đã tu tập viên thông nhờ vào nhĩ căn. Con phát Bồ Đề từ Đức Phật đó, con phát tâm tu tập chứng đạo giải thoát. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể nhập chánh định. Đức Phật Quán Thế Âm thời quá khứ dạy Bồ Tát Quán Thế Âm tiến trình văn tư tu, đó là từ văn huệ, tư huệ và tu huệ mà thể nhập chánh định. Tư ở đây không có nghĩa là dùng sự suy nghĩ của thức thứ sáu, đúng hơn nó có nghĩa là dùng công phu tọa thiền mà tu tập. Kinh văn: Ban đầu con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa, tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng năng văn, sở văn đều hết sạch, cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn, sở văn, đạt đến năng giác, sở giác đều vắng lặng. Không giác viên mãn tột bậc thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt. Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Giảng giải: Ban đầu con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa. Với văn huệ, hành giả nghe cái bên trong chứ không nghe cái bên ngoài, không theo thanh trần có nghĩa là không truy đuổi theo chúng. Trước đây kinh văn đã nói không đuổi theo sáu căn và không bị sai sử bởi chúng. Điều này được gọi là phản văn, văn tự tánh. Quay tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình. Quay tánh nghe vào bên trong có nghĩa là không nghe âm thanh bên ngoài, mà thay vì vậy quay trở lại hướng vào bên trong để nghe tự tánh của mình, có nghĩa là nhiếp vào trong thân tâm của mình. Văn trung trong tánh nghe, nên đặc biệt chú ý hai chữ này. Chẳng phải là trong nhục nhãn, chẳng phải là trong nhĩ thức, chẳng phải là trong ý thức, mà chính là trong tánh nghe không sanh không diệt, cũng chính là tánh Như Lai tạng. Hồi quang phản chiếu, xoay ánh sáng trở lại và chiếu vào bên trong, có nghĩa là không tìm cầu bên ngoài. Kinh văn đoạn này nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào dòng, có nghĩa là Ngài xoay tánh nghe vào bên trong để nghe tự tánh. Nhập thánh nhân chi pháp tánh lưu, nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh. Ngài đã nhập lưu vong sở, có nghĩa là mọi bụi trần, sáu trần được nhận biết sáu căn đều đã dứt sạch. Có nghĩa là Ngài đã thể nhập vào dòng chiếu diệu của tự tánh, không còn hướng ra bên ngoài để truy cầu. Tâm đã sáng suốt, thời thường an trú ở bên trong. Nếu ở ngoài dòng là còn ràng buộc với duyên ngoại trần, nếu phan duyên với thanh trần bên ngoài, tức là dính mắc với luân hồi sinh tử. Khi quên hết các thanh trần từ bên ngoài thì không còn tướng động, tức là đã mở ra được nút buộc thứ nhất của trần cảnh diêu động, nên gọi là nhập lưu vong sở. Vong tức là giải thoát, sở tức là thanh trần. Tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Cội nguồn của sáu căn và sáu trần cũng đều dừng bặt. Điều này rất gây go. Ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm đã nhập vào dòng tự tánh của Ngài. Khi đạt đến cực điểm cảnh giới tịch lặng thì tướng động và tỉnh cũng vắng bặt. Do cảnh tịnh chính là khu vực của sắc ấm, nên không được trụ vào cảnh tịnh. Khi đến được hai cảnh động tỉnh đều chẳng sanh thì mới đến được cái gọi là sở nhập vắng lặng. Lúc đó,
tức là đã mở ra được nút buộc thứ hai của cái tịnh. Thanh trần hoàn toàn vắng bặt, hai tướng động tĩnh rõ ràng chẳng còn sanh trở lại nữa, tức là đã phá trừ được sắc ấm. Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng năng văn sở văn đều hết sạch. Các kết buộc do nơi các căn đã được mở, tiến tu dần dần, tăng cường thêm định lực, thế nên các căn năng văn tùy theo chỗ sở văn đều dứt sạch, cũng chẳng còn năng thọ và sở thọ, tức là đã mở ra được nút buộc thứ ba của các căn, đồng thời cũng phá luôn được năm thức trước của thọ ấm. Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng. Cái năng văn và sở văn đều đã tiêu sạch, còn lại tri giác, còn lại ngã tướng, cho nên cần phải tiếp tục tiến tu cho đến chỗ ưng vô sở trú, nhi sinh kỳ tâm. Đạt đến chỗ biết mà chẳng biết, giác mà không giác, đến khi mà giác và sở giác đều không, thì mới mở được gút thứ tư về cái biết. Đến lúc năng giác và sở giác đều không còn, mới gọi là hoàn toàn không chấp trước, tức là phá trừ được ý thức thứ sáu, tưởng ấm. Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt. Cái năng giác và sở giác đều đã không, cần phải tiến tu tham cứu cái không ấy nương vào đâu mà có, đến chỗ tánh không của cái biết không giác rốt ráo viên mãn, thì năng không và sở không đều tiêu trừ sạch. Tâm có khả năng tạo tác bị tiêu trừ, và cảnh giới do tâm ấy làm cho trở thành không cũng tiêu trừ luôn, đến mức cũng chẳng còn cái không. Vì hễ còn cái không thì mình vẫn còn chấp trước vào tánh không. Và bây giờ đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, ngay cả tánh không cũng chẳng còn, tức là mở được gút thứ năm của không giác. Lúc này đồng thời phá trừ luôn thức thứ bảy, hành ấm. Sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Cái năng không và sở không đều tịch diệt, vẫn còn ý niệm diệt, mà còn diệt tức còn sinh, nên cần phải tiến tu tiếp tục cho đến khi tướng sinh và tướng diệt đều trừ sạch, mới có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm diệt, đồng thời phá trừ luôn được thức thứ tám, a lại gia thức của thức ấm. Hai chữ sinh diệt vốn là chỉ cho các nút buộc, do động hết thì sanh tịnh sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh. Sáu nút buộc này chính là pháp sanh diệt. Tướng diệt rất khó mở, cần phải tiêu trừ toàn bộ tướng diệt thì mới có thể đạt đến chỗ không sanh không diệt, mới có thể chính mình thấy được bản lai diện mục. Nay sáu nút buộc đã được mở, ngũ ấm đã được phá trừ hoàn toàn, vọng đã hết sạch rồi, thì toàn chân hiển bày, tức là sinh diệt đã diệt rồi, thì tịch diệt hiện tiền, chứng đắc rốt ráo viên thông. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。